Để tìm câu trả lời cho tình hình giá đất vùng ven thành phố Hồ Chí Minh tăng giá vùng vụt thời gian qua, sáng ngày 19 tháng 5, Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức tọa đàm giải mã cơn sốt đất tại thành phố Hồ Chí Minh. Buổi tọa đàm có sự tham gia của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đại diện Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh. Các khách mời nhận định, cơn sốt đất nền tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đang tác động tiêu cực đến thị trường bất động sản, làm méo mó thị trường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đe dọa sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường bất động sản. Vì vậy, cần phải có các giải pháp hạ nhiệt kịp thời, hiệu quả để không xảy ra tình trạng vỡ bong bóng, gây thiệt hại dây chuyền trên thị trường bất động sản, gây rủi ro cho người có nhu cầu mua nhà đất. Ông Phạm Trung Hậu, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn cho rằng việc giá bất động sản tăng thời gian qua cũng gây nhiều khó khăn trong quá trình giải quyết nhu cầu của khách hàng. Những cái ý kiến mà các cơ quan ban ngành mà để có những cái chấn chỉnh về những cái thông tin đúng với tình hình thực tế, ví dụ như thông tin về không có những cái dự án trọng tâm tại khu vực, thông tin về việc mà không thành lập những cái vùng mới, những thông tin đó thì cũng sẽ góp phần để điều chỉnh lại cái giá trị thực của bất động sản tại những địa bàn đó. Bên cạnh đó, ông Hậu cũng cho rằng cần minh bạch thông tin về việc không thành lập những quận huyện mới ở thành phố Hồ Chí Minh để giúp cho những ngân hàng đảm bảo tính cạnh tranh, đồng thời hạn chế rủi ro trong việc cho vay bất động sản. Đại diện cơ quan quản lý nhà nước, bà Vũ Thị Khuyên, trưởng văn phòng chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, cơn sốt đất hiện nay có dấu hiệu của việc làm giá. Trước thông tin này, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố và Bộ Xây dựng cũng đã vào cuộc. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã có nhiều cuộc họp để nghe các doanh nghiệp và cơ quan chức năng báo cáo tình hình, đồng thời khẳng định ba huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn hiện chưa thành lập quận. Ngoài ra, tại Củ Chi, Cần Giờ đúng là đang có những dự án lớn, nhưng hiện nay chưa có bất kỳ nhà đầu tư nào chính thức triển khai thực hiện dự án. Thông tin chính thức đến người dân và các doanh nghiệp rằng ba cái huyện như là Hóc Môn, Bình Chánh với Nhà Bè là không trở thành quận. Theo bà Khuyên, việc giá đất tăng cũng có liên quan đến tình trạng phân lô, bán nền tại các quận, huyện, vùng ven cũng là một phần do quyết định 33/2014 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa. Chính sách này cũng rất tốt đẹp để tạo điều kiện về nhà ở cho người dân, nhưng cũng đang bị đầu nậu lách luật để phân lô, bán nền tràn lan. Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản chỉ đạo sở xây dựng là báo cáo về Bộ Xây dựng về tình hình sốt đất tại thành phố Hồ Chí Minh. Và sở xây dựng là cụ thể là phòng tôi là đang thực hiện cái việc báo cáo này, và trong tuần sau thì sẽ báo cáo về Bộ Xây dựng để Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo Thủ tướng về vấn đề này. Trái với các nhận định khác, tiến sĩ Đinh Thế Hiển, chuyên gia kinh tế cho rằng việc tăng giá đất ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay chưa đủ sức để gây ra hiện tượng bong bóng, thậm chí còn rất tốt cho thị trường bất động sản. Bởi những người có nhu cầu mua nhà để ở không mua được đất nền do giá khá cao thì họ sẽ quay sang mua căn hộ. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cơn sốt giá đất nền tại các quận ven và huyện ngoại thành là cơn sốt giá ảo. Và giới đầu nậu, cò đất bất chính chính là nguyên nhân trực tiếp và là bên thu lợi nhiều nhất trong cơn sốt đất hiện nay. Ông Châu cũng khuyên người dân mua đất trong thời gian này nên thận trọng. Đang có cái tình hình là giá đất ở khu vực quận ven và huyện ngoại thành đang tăng rất nhanh. Nhưng có một cái tín hiệu đáng mừng là qua cái cảnh báo của giới truyền thông và những chuyên gia thì bà con chúng ta đã có một cái thận trọng hơn, và từ cái thận trọng của bà con nó cũng giúp cho cái giá đất nó không còn tăng chóng mặt như trong thời gian trước đây. Đó là một cái tín hiệu đáng mừng. Chúng tôi cũng đề nghị là bà con không nên mua đất nền, đó là đất nông nghiệp mà được phân lô bán bằng giấy tay, hoặc là chỉ có một cái vi bằng của thừa phát lại mà không thông qua cái cơ quan công chứng, hoặc là không phải mình mua trực tiếp của chủ đầu tư, thì trong trường hợp đó bà con cần hết sức thận trọng để chúng ta tránh cái rủi ro cho mình sau này.